dữ lắm nha bạn. Nào, lời nói đầu tiên cho phép Phát gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn. Lời chúc sức khỏe, chúc các đồng nghiệp mình 27 trúng lớn nha. Hôm nay thì tiếp tục cái chủ đề quen thuộc của mình, đi 27 rắn nha cô chú anh chị. Này thì hầm hơi nhiều, đem cục nước đá chằng dằn, đem cục nước đá này nó tan từ từ, tan tới đâu uống tới đó nha anh chị, chứ đây không có nước mà không chịu nổi nha. Đói thì có thể chịu được chứ mà thiếu nước thì bó tay luôn, đi không nổi đâu. Rồi hôm nay thì mình tiếp tục đi hâm cái luồng này khoảng ha. Mình xuống cái luồng này 30 cái mà giờ chắc còn khoảng 28 cái cô chú anh chị, 28 27 cái gì. Rồi có gì mình sẽ lên điểm đầu tiên mình hâm, rồi cứ mà có gì hay thì mình quay cho cô chú anh chị xem nha. Nay hâm được, nay hâm khoảng 4 điểm 5 điểm, 5 điểm thì tầm mỗi điểm tầm 5-6 cái gì. Rồi mình xin mời cô chú anh chị theo chân mình nha, để chuẩn bị đi. Dưới đây con cá này mà chuột chụp queo mà chết còn xương không. Đây là con cá các bạn, cái này trúng cũng khá lắm. Ồ, 67 mình bị lôi ra tuốt vào đây. Mình đặt sâu mà ta. Thấy cái phân con chuột không đây. Phân của con chuột mình. Con trà. Con hổ bạn ơi. Hổ mini, hổ nhỏ nha bạn, hàng chi nè, phân nè, phân nó làm một đống này nè bạn. Để mình ra ngoài nha bạn, kiến quá, kiến vàng nhiều lắm nha bạn. Chà, em hổ này cũng không có được lớn lắm nha các bạn, nhưng mà được cái thì nó đen, nó đẹp. Em này nhỏ. Em này khoảng 7-8 lạng nha bạn, nhưng mà ăn rất là đẹp. Chung là con bóng ngáo, nó làm con chuột mình, nó làm một đống ngay đây đó. Tự nhiên vô thấy cái bẫy nó bị tuột ra một khúc luôn đó, dữ ghê mà. Rồi để mình bắt em nó ra luôn ba. Một em hổ đầu tiên cũng không bự lắm nhưng mà cũng được nha bạn, nói chung là được. Ở dưới không chui, chui trên mày. Ủa.
đây các bạn. Em này cũng không có được lớn các bạn, có tầm 7 lạng. Nói chung là cũng có nhiều người cần nha các bạn. Người ta làm hút gì đó, người ta cần cái loại nhỏ nhỏ gì thì khi người ta cũng ngán tiền các bạn. Chủ yếu người ta lấy tiết lấy mật rồi. Dưới này có cắm rồi. Rớt cái tấm chặn này. Này dưới cái nền chòi cũ của người ta. Dưới nền chòi khả năng cũng cao lắm nha các bạn. Rồi giờ không có khả năng luôn rồi, nghe hiệu rồi. Chuột cò. Tốt ở dưới cặp cái mé dưới ao này con cái nha bạn. Hậu đất nữa rồi đây. Một phanh trần dần. Con này bự nha bạn. Trời, bên đây mà nó ép lúa rồi đây này. Rồi để mình kiếm chỗ trống trống mình bắt con này ra nha bạn. Hồ đất bự lắm. Nên mình lên ghe đây. Mình để y mình đem có một túi lưới các bạn. Túi lưới đựng ông hổ đất nhỏ. Bây giờ có ông hổ đất lớn nữa. Hai ông vô cho đồ quá. Bành kia luôn các bạn. Đồ hư. Nó là một cục thấy lạnh không? Quá đầu đất luôn. Đó. Nó đi vệ sinh nguyên một góc bẫy luôn. Rồi, để mình chộp nó ra nha bạn. Coi mang đẹp không? Tù ô. Cái mang nó muốn hết cái bẫy luôn các bạn. Bạn xem nè. Cái mang nó gần hết cái chiều rộng nó luôn. Con này khủng nha bạn. Con này dữ lắm bạn ơi. Đang hôi vậy, mà dữ lắm. Bụng nó cũng đen ghê các bạn. Nó ăn uống vệ sinh tốt ghê chứ. Giờ mình bắt nó ra luôn mà. Mình bỏ nó chung với coi con hổ đất nhỏ hồi nãy luôn. Căng cái là có một cái túi lưới nha các bạn. Giờ bắt ra luôn rồi.
là không có đụng tới nó, nó hở vậy bạn, hở như con trâu vậy. Phi cho hai con hổ vô chung luôn các bạn. Đó là có đất hải. Quá trời. Hai ông nào cũng giữ hết trơn các bạn ha. Chà bá luôn các bạn. À, ghê. Rồi, đây mình đặt lại nha bạn, đặt lại bẫy nha bạn. Chỗ này rắn hổ nhiều quá bạn ơi. Thường thường chỗ nào rắn hổ thì rắn kia cũng ít nha bạn, nó ăn bớt á. Nó sẽ ăn bớt mấy rắn kia. Lần nào mình vô cái này mình cũng quên các bạn. Kiếm có các bạn nhưng mà không dính nha bạn, chuột sống luôn nè. Sống phà phà. Chỗ này mình có con cái nha bạn. Dưới đây lúa đẩy ra luôn, thấy cái đầu con hổ hành luôn nha bạn, hổ hành bự nha bạn, lúa đẩy ra sát luôn nè, đây tụ nguyên cái khoanh đó luôn nè, phân nó ngay đầu, quá trời con hổ hành chằng chằng luôn bạn ơi, để mình ra ngoài mình bắt cho bạn xem nha, chà bá nện luôn, phân lên đây luôn. Nắng quá các bạn ơi, có chỗ này tương đối êm êm mà. Trời ơi, một cục. Vô lâu nha bạn. Nó làm con chuột mình không còn gì nữa. Là một cục. Con này phải trả chín lạng các bạn.
bự lắm nha bạn. Đó, coi vậy chứ chạy nhanh bành kỳ luôn bạn ơi. Các bạn xem hổ hành đỏ nè, con này chính là 1 ký nha bạn, không có mắc đâu. Đó, bành kỳ luôn bạn. Nào, rồi mình bỏ nó vô nha bạn, mình đặt lại cái bẫy chỗ này ngon nè, chỗ này để mày im nè. Điểm mới các bạn ơi. Con cái này. Trời ơi, giống có ai hò tay xuống bờ gì trời. Sao cái lỗ chành bành nhưng mà cái bẫy còn nha bạn. Mình đâu có làm mà để lại cái lỗ gì ta. Bê bối gì vậy? Chục con. Sao bê bối vậy ta? Không lẽ mình ta? Rồi để mình tém tém rồi nha bạn. Cái đống này mình có 1 cái ha. Che chắn cũng kỹ lắm. Kia cũng kỹ có trục trục còn mà trục nó còn nhúc nhích trong đó à, lúa cũng còn đẩy vô. Vừa ham dính hổ hành bự nữa bạn, nhưng mà có điện thoại nên mình quay không được nha bạn. Có điện thoại khi quay nó không ăn đây. Đây các bạn, trắng phiêu rồi, con chuột còn trong bụng luôn nè bạn. Nè, thấy không? U ngay nè. Con này bự lắm nha bạn, con này hình nhất là chắc chắn rồi đó. Con này 8-9 lạng nữa. Khả năng lên thành đại luôn chứ. Chà bá rồi. Nó ăn hai ghi. Ăn con chuột mình không có kịp mà. Không có kịp mà ăn lúa luôn bạn. Ị một đống nè. Đã quá. Nay vô họng rồi nha bạn. Nay quá đã rồi. Để mình bắt con này ra cho bạn xem nha. Bự lắm. Chành bành luôn. Đó con chuột mình còn gì. Chấm nó chưa tiêu hay sao bạn. Đau quá rồi. Hành đỏ nha bạn, con này không mắc 8 lạng 8 lạng rưỡi bạn, khả năng vô hành đại nữa, nay thì ra được 2 hành đại rồi nha bạn. Đây hồi nãy con hành đại nè, 2 gỗ đất mình để trước kia nha bạn. Rồi mình cho nó vô luôn bạn, đã quá trời. Điểm cuối nha bạn, điểm cuối còn mấy lồng nữa hết. Chưa gì thấy lúa đẩy ra rồi mà tiếng vàng nhiều quá rồi. Đó, ông vẫn rồi lúa đẩy ra nè, rồi nhẹ hiệu luôn. Tiếng hôn chuột mình nè bạn, chết queo à, nó thì thấy tiếng này đọc gì chứ. Đây cái cuối cùng ngày hôm nay nha bạn. Thì vẫn có hàng đi, rồi nhà hiệu luôn. Chuột có. Chuột còn các bạn. Nó khôn quá, anh tha rác quá trời vậy.